Sáng ngày thì bình minh cũng hé sáng rồi. Sáng ngày lên sớm dữ vậy chú? Nông nông dân mình phải thức sớm ngủ khuya hả? Gì vậy? Ăn cho thùng bia nữa nhậu chơi. Thôi ơi. Dạ. Phải không, nhậu thôi, ở đây mình chơi luôn chứ tặng gì. Không được, nhậu không được, Dạ tại hả? còn đau một phút rồi đấy. Dạ. Dạ vậy cảm ơn nhiều nha chú. Rồi. Thì thôi thì cái ngày mới thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị thì có một ngày luôn luôn thì thành công trong cái cuộc sống của mình. Cái lượng đất dư này nè, thì mình sẽ cuốn từ từ rồi mình sẽ chỉ cao lên tầm khoảng chừng một tấc rưỡi gì đó. Mình sẽ chiền dài dài xuống tới ở dưới kia luôn. Thì nó đất mà nó có thiếu thì mình sẽ hút cái đường mương ở dưới này nè, mình cải lên. Đường mương này chút nữa chú bơm nước cạn luôn á. Chắc chút nữa chắc có cá nhiều lắm đây. Tại vì ở đây thì cái ruộng mà cá này kêu là cá đồng không á. Bởi hôm qua ông bạn chú để con đặt cho chú đồ đầu tay không à. Vợ chưa, nó mệt quá, nó lúc rồi cái nặng nửa đào lên đấy, mà giờ suy nghĩ miễn không được cũng đào, mà giờ để đây nữa cũng bắt đào đặt. Dạ. Giờ đặt luôn. Dạ tại vì cái này đó là đất cứng, con em cứng ngắc như này rồi. Nó không có chạy đâu mà sợ sạt gì đâu. Bà vừa lấy xác bé nè. Dạ, rồi. Vậy chú khó chút khi chú để bển đi. Nào đặt cái con gọi chú lại. Mình canh sao mà cái mặt bọng này nó vừa bằng mặt đất xuống dưới là vừa đó. Dạ, rồi. Vậy bữa nay là chú đây đâu đi đâu phải không? Dạ. Trời ơi, giá đó là mằng là từ chết bị thương Ủa, mày giờ đẳng mày ba mày mút lên rồi mày gào ngang cái là nó bằng chân Dạ. đi từ hoài hoài tới chứ mày chứ. Rồi, quyết định vậy đi nha. Nào làm cái điện ra. Vậy chứ rồi. Rồi, dạ. Cháu bự này làm thấy không rồi chứ ba, sáng gì sáng nhỏ cưa nó ngán rồi phải rồi. Cái này ví dụ múc ba múc gạo bằng nó cả chục gạo chứ đó, cái chiếc gạo đó tao cái gạo đó bỏ rồi cái miếng gạo này đầy lắm. Dạ thì giờ mấy chú nghĩ đi, giờ ví dụ như cơ giới này chạy là cái nhiên liệu của nó thì nó gấp đôi cái kia phải không, tại máy ta bự nhiên liệu phải gấp đôi rồi. Lúc sáng này mình mới lên làm có tầm chừng tiếng mấy cũng có mấy anh mấy chú đây vòng cũng chỉ mấy miếng đất nè, cái mình cũng dính chút thời gian cái mình đi mình coi đất, nhưng mà mình coi 2-3 miếng gì đó, nhưng mà lãnh được có 1 miếng thôi. Tại vì ở đây mình làm mà toàn là mình làm mão không à, chứ không phải làm ăn giờ, đặc thù ăn giờ bên Trà Vinh nên mình nói cái giá ra vậy đó để mấy ảnh suy nghĩ lại. Thí dụ như mình lãnh mão đi thì mình canh cái mình chạy cái mấy ngày vậy đó, ví dụ té ra này này nọ đồ thì nó nhiều cái vấn đề, thôi nên thì về rồi mấy ảnh rồi còn suy nghĩ lại nữa. Này mình cũng có để số điện thoại lại đó, rồi người ta muốn làm thì người ta điện mình, còn ví dụ như có anh hay nào đó thì vô lãnh thì rẻ hơn rồi người ta làm, thí dụ như vậy. Nên làm ăn công thì nó phải vậy rồi. Mặt bằng này thì mình lấy để làm ruộng nên lấy cũng chắc là thấy cũng hơi được được à, chứ không có đẹp.
cặp bên trong này thì cái đường mương nên là mình làm cho nó hơi cao cao hơn chút, đặng nữa thời gian lâu dài cái nó lún xuống vừa. Thấy người ta kêu đất làm thì mình cũng khá là vui, nhưng mà nhiều khi làm nghề của mình nó là như thế này đây, để mình phân tích, đâu phải đất nào kêu mình cũng làm đâu. Quan trọng là cái mình làm thì cái thứ nhất là phải có cái nguồn thu đó, chứ đâu phải mình lãnh đất mà mình lãnh muốn lãnh rẻ rẻ làm đại bằng vậy thì nó không có nguồn thu để lo cho gia đình vợ con nữa, nhiều chuyện lắm. Rồi mình lãnh ví dụ như vừa mình vừa người ta chứ không có lãnh mắc cái gì, nhiều khi mình phải giải thích cho chủ đất người ta hiểu. Nó trời ơi, như lúc sáng mình cũng có chia sẻ với anh đó ở gần đây nè, anh kêu mình làm thì mình lãnh anh chịu rồi đó, mình phải nói một câu, nói sáng nói gì quên mất tiêu không biết, nói câu đó vậy mà anh cười cười đó, anh chịu đó. Chắc chút nữa cái lùa xuống dưới, cái này làm theo như hồi sáng là mình không đi coi đất thì mình làm buổi sáng rồi bữa nay với mai một buổi nữa dự tính mình là xong rồi đó. Rồi mình canh theo dự tính của mình như vậy đó, như mình lấy cái giờ mà rẻ nhất của bên Tài Vinh mình bì qua đây thôi, mình qua đây mình sống thôi. Nhiều khi mình chia sẻ ra thì mong bạn bè xa xem cũng thông cảm, rồi anh nói vậy thôi, anh về Tài Vinh anh làm đi. Cái đó thì không biết là nhiều người ta suy nghĩ, người ta nói vậy thôi. Còn như mình bản thân mình thì mình suy nghĩ vậy đó, nên mình qua tỉnh khác thì mình dễ sống thôi. Chứ giờ đồng tiền cô chú anh chị cũng thấy rồi, giờ dịch bệnh Covid-19 thì nó cũng sắp đến nữa rồi, bà con thì giờ thấy làm ăn cũng khó khăn lắm, xã hội ai cũng kiếm đồng tiền cực khổ. Như cái chú này nè, chú này chú nhiệt tình nè, chú chạy tài xế máy cắt á, nãy giờ ngồi trên xe mà suy nghĩ cái thùng bia mà sáng chú cho này không biết xử lý làm sao đây. Thì phà mà để bia lâu quá người ta cử không phải cử gì mà giống như là để là cái mình giống như mình chịu không được á, giống như dân mình biết làm mà biết ấy mà. Để chút nữa mình chú này chú đất là chú không nhậu rồi, chú cho tình nghĩa cho thôi, chứ mà chú không có uống ly nào hết trơn á. Để chút nữa cái mình điện thoại mình mời cái anh bạn mà ảnh dẫn mình xuống đây nè, ảnh cũng đang làm xe nhà, ảnh ở cũng ở gần đây nè, nhưng mà ảnh không công chuyện cũng lu bu cũng nhiều lắm, mà không biết ảnh có rảnh để đến mình không, mình không biết nữa, cũng chưa điện nữa. Để chút nữa cái mình điện thoại ảnh, mình mời ảnh qua coi ảnh đi không đây. Thì xuống đây gì cũng vậy, thì anh em mến quý mến nhau mà giờ ảnh chỉ đất mình vậy, mình cũng chưa có bù đắp gì cho ảnh được hết trơn. Mình điện ảnh cái mình rủ ảnh sớm sớm chứ mình mời trễ quá cái ảnh có công việc ảnh nữa. Rồi thì làm cuộc sống mà làm thì phải có cái niềm vui, chứ mình cứ mình làm không mà mình không có niềm vui thì sống nó cũng hơi buồn. Ủa ảnh có nhà không chị? Dạ, anh dạ. Có điện thoại nhà. Rồi, dạ. Dạ, lát anh về anh xin gọi đi anh. Dạ. Dạ. Rồi chỗ này cái mình đặt cái ống bọng ngang. Ống bọng ngang đây để xả nước trên ruộng xuống đường mương đó. Chú cũng đang bơm nước ra để cho nước cạn để mình dễ thấy đường, mình móc cái đường mương cho nó sạch đó. Nãy giờ cũng trong ảnh điện lại mà chắc anh đi anh bỏ máy nhà rồi, à, lỡ nay không được thì mai cũng được, thì anh em không mà đó còn đó mà. Để lúc nãy mình cũng có chia sẻ đó, mình điện lên thôi mà biết được hay không. Đặt sát đây luôn hay là đặt ở giữa? Đặt mé luôn ha.
Dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi, rồi. Đi qua bản đây, qua bản đây rồi con móc qua. Đào thôi chứ giờ thấy ngáo quá. Dạ. Đất cao luôn cho nó cắt cả đường này chứ nữa chú đầu tay chứ đất. Mất cái mấy ngày làm của mình đó. Vậy. Vì nằm chứ nghĩ là giờ ví dụ nữa mình cũng đào đặt thôi, giờ cho anh đặt đài đi, lỡ ví dụ nữa nó sập thì cũng đào lại chứ gì. Dạ. Chú chạy là xế mấy cắt rồi giờ vụ mình vụ mùa mình cho nó hết hết giờ rồi. Cũng còn mà tại vì làm cũng chuyện nhà nè, không đi nữa. Dạ. Mình dạ thôi con không lấy đâu. Thôi có con một con lấy đi ông ơi, không lấy. Còn nữa vậy con. Thôi 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 chừng nào ông bắt được con đi con lấy con. Đem lại gọi cho rộng đi. Thôi con không lấy đâu ạ. À. Bắt được con cá cũng đem cho nữa. À, lúc nãy làm này tính ra cũng hơi dở rồi. Dở là vậy đây. Là đây là cái đường thẳng cắt ngang cái bờ, nhưng mà cái đường bọng mình đặt cái đằng kia đó nó hơi xéo. Cái này phải giật vô thêm thước nữa thì đất này nó đẹp hơn. Thì chắc là phải sửa lại hết này nè. Chú bò lại cái mình sửa đường thẳng đẳng lại đây trước cho thẳng về luôn, nhìn cái mấy đất vuông vức đẹp mấy đất hơn. Nhiều khi làm thì phải có cái thẩm mỹ trong đó nữa. Chứ đây là cái bờ nó nằm như thế này, đây này nó ngay vậy mà cái đường này nó xéo xẹo vậy coi đâu có được. Cái này là tự mình làm rồi mình sửa lại thôi chứ không ai kêu hết trơn. Mình thấy không được mình sửa lại. Lúc làm cũng xử lý nghĩ đặt cái ống bọng ở chỗ này nè rồi cho nó sẽ ngay cái đường đó. Giờ mình tém này lại cho nó thẳng đường này trước. Đứng đây cái mình thấy cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, là thấy quê hương tỉnh Hậu Giang mình sao thấy đẹp quá. Phải có đất nhiều ở đây làm luôn cũng được. Thì nhiều khi bạn bè gần xa mà ở tỉnh Hậu Giang này nè, ai mà có nhu cầu mà lên clip hay là đào hầm gì đó thì cứ liên hệ với mình. Thôi thì giờ này cũng chiều rồi, chắc mình sửa xong hết cái tuyến đường này thì mình cũng nghỉ rồi. Mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị cũng dính chút thời gian xem cái clip của mình. Thì mình làm clip này trên cái thực tế thì mình có sao mình quay vậy thôi. Quay thì mình mong muốn gửi đến bạn bè gần xa thì xem vào những cái buổi chiều. Thì thôi thì mình cũng xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn.